Cha ruột con trai thứ ba của Trương Bá Chi lộ diện, kém nữ diễn viên 8 tuổi. Trang QQ ngày 1 tháng 12 dẫn nguồn tin từ bài đăng của một cư dân mạng trên Weibo vào hôm 28 tháng 11 vừa qua về việc lộ danh tính bố ruột con trai thứ ba nhà Trương Bá Chi. Tiêu đề của đoạn clip có nội dung: "Phụ nữ tốt đừng nên tuyệt vọng, hạnh phúc cuối cùng sẽ đến." Trong đoạn clip do cư dân mạng này đăng tải, Trương Bá Chi đứng chung khung hình và vô cùng thân thiết với một người đàn ông điển trai. Cư dân mạng cũng tiết lộ người đàn ông này kém Trương Bá Chi 8 tuổi và là cha ruột của bé Marcus, con trai thứ ba của cô. Trương Bá Chi trong ống kính thực sự rất thân thiết với người đàn ông và dường như chia sẻ chi tiết về cuộc sống của họ. Video được quay trong nhà bếp, đây rõ ràng là sự tương tác của người trong gia đình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra đây chỉ là một cảnh quay trong phim truyền hình mà trước đây Trương Bá Chi từng tham gia với vai trò nữ chính. Người đàn ông trong đoạn clip chính là nam diễn viên Thái Lan, tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân, Birep